Được rồi, trận thi đấu thứ hai trong siêu đấu thứ hai. Yes. Mọi thứ đang rất nuột nà. Yes. Rồi, chạy thôi. Yes. Cho Son. Bóng Seng mà ra cho Son. Vâng, AC Pan. Bên này là cho Son Seng. Cung rồi. Kèo thì là kèo cân, nhưng mà cân điêu một chút cho bên phía đội bạn. Khi mà AC Pan là một cái gì đấy thật sự là tôi đánh giá là quá mắc bêu ở trong cái map LAN này. Nhưng không sao, phong độ của các em thủ bên phía KTV là cực kỳ tươi. Còn cái đội bên phía Hà Nội thì nói thật lấy thời điểm này thì mở mắt ra mà thua đến 4-0 trắng thì có một cái gì đấy là hơi đáng lòng một chút. Xem có đánh bài tàu không ạ? Như vậy là quyết định quả luôn. Tôi là dân Việt Nam. Ở gỗ đầu là cực kỳ gần. Sư tử thì thấy luôn. Thôi, tôi xem máy cho Son trận này. Trận này cho Son về thực sự là thi đấu. Trận này nếu như game thủ tiểu văn thầu nếu như game thủ ban bên phía đội bạn lên đời mà không đột biến kích khoảng 10:30 hoặc là hơn 11 thì thực sự là cực kỳ tươi. Nếu như ban mà là một bài kích 9 thì sẽ là một bài hơi khoai một chút. Không biết đây có phải hiêu đầu không. Tôi không trông chờ vào bài cho Son này nhiều lắm, tôi chỉ trông chờ vào bài bên phía đội bạn là không lên đời thôi. Vâng, voi rồi. Lại thấy một cái gì đấy khá là khả ái. Đúng rồi, em đẹp lắm. Hôm nay thật sự là em rất đẹp. Con voi nó trồng đít vào mặt em như vậy, không vẫy tai với đuôi gì mà nó vẫn là đuôi voi. Được rồi, hai voi về luôn. BS đầu thiết kế ở thằng dân thứ 18. Đúng rồi, chiếc BS đầu là chiếc BS đẹp luôn. Bãi quả đi thì em đẹp lắm. Cố gắng tìm được bãi quả nữa thì đúng là em đẹp lắm luôn. Chưa đây, đây rồi, hai kill. Như vậy đồ ender đã đủ nhưng mà không được khỏe cho lắm. Xem đi. Vâng, rất khéo léo lùi heal sát mép tường. Game đồ chứng mệnh thật sự rất tỉ mỉ trong những turn đó. 22-24. Rồi, như vậy là do bên phía đội bạn có pan. Đánh 2-3 dân cố gắng ép sớm. Được rồi, kích rồi. Vâng, còn thêm một heal nữa. Em sư tử này em bị tỉnh táo quá. Đúng là sư tử chuyên mệnh nuôi khác, rất tỉnh táo tàu. Người phi cái chạy luôn. Như vậy là truy mệnh đánh chém rồi. Mười bảy dân dành cho game thủ Pamiran. Không biết là do chết dân hay là bây giờ tôi mới chú ý. Xi măng đổi tên rồi, về lại đúng bản chất của xi măng rồi. Rồi BL. Vâng, một bài ép hơi lỗi đến từ game thủ truy mệnh. Vâng, ban 13% lên đời cực kỳ sớm.
chết một dân ngành game đủ tiểu màn thầu rồi, hơi hơi lỗi một chút. Rồi, giò đã xin U97. Ông này khổ quá, thật sự là. Ô, như vậy là cho son này đánh tận 26 dân. Như vậy là cho son đánh trâu để cân với AC. Còn xe hàng thì sẽ thi đấu song phẳng với Panmira. Một chiến thuật cực kỳ dị. Thôi, xem chi mạnh đi. Gặp ai? Gặp Pan luôn. Cả hai bên đều đã có dò sang chào hỏi đối phương. Gặp khách luôn. Vâng, như vậy đã được một dân ở mất dò. Hơi lỗ một chút rồi. Một bài xe không thành công lắm nên cái đủ chưa vậy. Xin dò mới. Xe này tôi đánh giá đến thời điểm tại có lẽ là yếu hơn Pan rồi. Bánh xe đi anh. Còn chưa đủ cả vàng cơ. Để sóc con bàn đá cơ. Chạy chạy dân, chạy dân, chạy dân. Vâng, chủ động đóng luôn một A. Vâng, một tên về két lèn lèn. Con lạc đà là chưa giáp, nên nhớ con lạc đà là chưa giáp. Tên này vẫn mất không nhiều dân lắm. Được rồi. Pamela là bài đánh một L và chuyển A. Xem cho son thế nào. 26/44. Thật sự là thế trận. Đến thời điểm này thì khó rồi. Con T của AC các bạn có thể thấy là một cái gì đấy thật sự là khác bọt. Thế trận đang cực kỳ khó rồi. Bây giờ phải có một tên nào đấy để siêu thần thánh cơ. Truy mạnh nào. 18/44. Và Pan đã có cung R. U97, tên cung R đầu tiên của game thủ Burner. Tôi không biết phải dịch như nào. Bựa bựa gì nữa thì không biết. Bựa ai đập bựa tôi không rõ. Vâng, tham đề lắm rồi. Quy thôi. Tỷ số là 1-1.